tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đón xuân an lành, được thần tài độ mệnh, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có. Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị an nhàn thảnh thơi, lộc tài phú quý sánh đôi, thuận buồm xuôi gió để rồi bội thu. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn không dễ dàng, vô vàn thử thách chông gai, muôn trùng khó khăn mỏi mệt, sẽ có lắm lúc tiền ta không có, mà tình ta cũng không một người ở bên, sẽ có lắm lúc ta hoài nghi về nhân sinh, chán nản nhìn phía trước, sẽ có lắm lúc ta như ở đáy sâu của dòng đời trôi nổi, ngày mai thả hồn đi lạc lối, gặp khó rồi chán nản là tâm lý thường thấy của con người. Bước sang tháng mới ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, công việc thuận lợi, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật gì, tuy không được giàu có về tiền bạc vật chất như bao người thì cũng dư giả đủ đầy. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ chia sẻ đến quý cô bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, biết đến một bí mật cực lớn về sự thay đổi trong vận trình của mình trong tháng 1 âm lịch tới đây. Nếu theo dõi hết vận trình và có hướng đi đúng đắn thì chắc chắn quý vị sẽ có của ăn của để, sống giàu sang hạnh phúc. Dù trước đây có vất vả khó khăn nợ nần bao nhiêu thì bước vào tháng 1 âm này cũng sẽ là lúc bản mệnh rũ bỏ được sạch sẽ những điều khó khăn vận hạn đó. Và không để cho quý vị đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video sau quý vị nhé. Quý vị thân mến, như người ta vẫn nói, chỉ khi biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác. Đừng quên giữ cho mình một ít tiền tiết kiệm để chừa lại đường lui khi về già. Bước sang tuổi 50, tâm lý của chúng ta sẽ thay đổi không tự chủ. Những cuộc thảo luận sôi nổi trước đây giữa bạn bè về thời trang, chuyện tầm phào và thị phi đã chuyển thành làm sao để sở hữu tuổi già vui sống, sức khỏe và tiết kiệm tiền. Cuộc đời như cuộc chạy marathon mà mỗi người phải hoàn thành một mình, nửa chặng đầu tiêu tốn quá nhiều năng lượng của chúng ta. Nếu không có nguồn lực để bổ sung cho nửa sau, thì nửa chặng sau sẽ rất khó khăn để về đích. Khi đến tuổi trung niên, con người phải tích lũy sức mạnh cho mình. Nếu không sẽ phải đối mặt với tuổi già khốn khổ, chúng ta phải đặt nền móng vững chắc khi còn có thể chạy, để những năm sau này con đường sẽ suôn sẻ. 1. Chưa tiết kiệm tiền dưỡng già cho bản thân. Chất lượng cuộc sống của bạn trong những năm sau này phụ thuộc vào số tiền đã tiết kiệm được cho chính mình, chứ không phải là con cái hay bất kỳ điểm tựa nào khác. Bước sang tuổi 50, chúng ta cần nhận thức rõ khoản tiền hiện có là bao nhiêu, lên kế hoạch tốt cho quãng đời còn lại và dành dụm để sống thoải mái. Nếu không, chúng ta sẽ sống thụ động và bất an vô cùng trong những năm về già. Một số người có thể nghĩ rằng họ vẫn còn con cái để nương tựa. Tuy nhiên, cách suy nghĩ này tuyệt đối không nên. Hiện nay người trẻ phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống. Nếu được con cháu nguyện ý chăm sóc, quả là phúc phần may mắn của bạn. Nhưng nếu chúng không đồng ý thì sao? Thì cũng đừng oán trách, bởi lẽ mỗi người một cuộc sống riêng, trói buộc lẫn nhau chỉ khiến đôi bên thêm mỏi mệt. Có một câu chuyện thế này, được chia sẻ trên Yahoo, nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức. Cụ ông đã làm việc cật lực cả đời và mua được nhà cho các con. Ông ấy tưởng rằng khi về già sẽ có thể dựa vào con cái. Tuy nhiên, khi các con ông đã trưởng thành và có gia đình riêng, thói quen sinh hoạt của ông và các con khác nhau, thời gian trôi qua nảy sinh mâu thuẫn, các con không còn muốn chung sống với ông, nhưng khổ ở chỗ. Ông không còn gì có thể tựa vào ngoài con cái, bản thân không hề có khoản dành dụm, thế là ông chỉ đành sống cúi đầu, lần lượt đến ở nhờ nhà mỗi người con. Do vậy, một sự thật mà ai cũng phải hiểu rằng, không có tiền thì không có sự đảm bảo cho cuộc sống, tiền sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn và yên tâm. Nhà văn nổi tiếng người Iceland Oscar Wilde đã nói một câu rất hay, khi còn trẻ tôi từng nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời, nhưng giờ lớn hơn tôi mới nhận ra rằng nó đúng như vậy. Như người ta vẫn nói, chỉ khi biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác. Đừng quên giữ cho mình một ít tiền tiết kiệm để chừa lại đường khi về già. 2. Không đầu tư vào phát triển bản thân. Tự trưởng thành là điều rất quan trọng trong xã hội hiện đại đang phát triển nhanh chóng. Nếu không dành thời gian để học hỏi và khám phá những điều mới, chúng ta có thể thấy mình bị tụt lại phía sau. Nỗi cô đơn bị xã hội bỏ rơi sẽ khiến bạn trở thành người bị gạt ra ngoài lề cuộc sống. Cố gắng học các kỹ năng mới, đọc sách, cải thiện vốn ngoại ngữ, máy tính, dù là để nâng cao kỹ năng chuyên môn hay học hỏi những sở thích mới, chúng ta đều phải duy trì niềm đam mê cuộc sống và khát khao trí thức. Chỉ bằng cách không ngừng hoàn thiện bản thân, bạn mới có thể đối mặt tốt hơn với nửa sau của cuộc đời và kết thúc cuộc đua một cách suôn sẻ. 3. Không rèn luyện thói quen sống lành mạnh.
Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Dù bạn bao nhiêu tuổi thì sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần chú ý đến sức khỏe thể chất của mình, kiên trì tập thể dục, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đảm bảo ngủ đủ giấc và khám sức khỏe thường xuyên. Nếu chưa học được cách quản lý sức khỏe ở tuổi 50, bạn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn trong những năm sau này, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. 4. Thất bại trong việc tìm thấy sự bình an nội tâm. Chúng ta phải học cách bỏ qua những tham vọng bên ngoài và nghĩ thoáng hơn. Đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, dù là niềm vui hay khó khăn, bạn cần duy trì sự bình yên trong nội tâm. Theo đó, đừng vui quá, cũng đừng buồn quá. Đây là chân lý để sống dung dị và hạnh phúc, cũng có lợi cho sức khỏe. Ai làm được điều này mới đủ chiêm nghiệm thật sự. Duy trì sự bình an nội tâm không có nghĩa là trì trệ hoặc tiếp cận cuộc sống một cách tiêu cực. Nó giống một trạng thái tâm hồn thanh thản hơn, một thái độ biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng vẫn yêu đời. Hãy học cách trân trọng từng chi tiết của cuộc sống, chấp nhận mọi cảm xúc mà bạn có và biết cách bao dung người khác để có thể đối xử tốt với chính mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Người tuổi Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, tuổi Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời, nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của người tuổi Ngọ trong công việc là cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Người tuổi Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Người tuổi Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp người tuổi Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước. Để phát triển sự nghiệp, các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy, mặc dù có vẻ thức thời. Giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc mới đi đúng hướng. Người tuổi Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, người tuổi Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Điểm yếu cơ bản của người tuổi Ngọ là họ không hiểu rõ điểm yếu của mình và cũng không thể thay đổi chúng trong thời gian ngắn. Người tuổi Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp, tuy nhiên họ lại yêu cầu người khác làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng, nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội. Là ưu điểm của người tuổi Ngọ mà cấp trên rất hài lòng, tuy nhiên, người tuổi Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và cứ mãi say sưa với chúng. Người tuổi Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc, giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Người tuổi Ngọ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của người tuổi Ngọ khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Tuổi Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra, lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc. Nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến người tuổi Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì nhạy bén nên người tuổi Ngọ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở, người tuổi Ngọ được nhiều người yêu mến. Trong tập thể họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp, chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng, tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với người tuổi Bính Ngọ. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý muốn, thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì, quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Tam hợp cho thấy phương diện sự nghiệp của người tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi. Dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ dở giữa chừng. Trên phương diện tài lộc,
Người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Song, dù có đồng tiền dư giả, bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn, tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh. Chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức, người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn cũng đã cởi mở hơn, nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 1 âm lịch năm 2024. Người tuổi Bính Ngọ có khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp nhờ có sự trợ giúp của cục diện tam hợp. Bạn có thể tự nhận ra rằng mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên, dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa cũng sẽ đạt được thành tựu. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào điều mà mình mong muốn, bạn cũng vẫn sẽ phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, chớ nên cả thèm chóng chán. Muốn từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn, làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt, những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách, vừa giúp củng cố vị trí của bạn. Do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh, nên bản mệnh cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ. Bạn thường ham nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ, nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ dạ cả tin, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình tập trung vào nhiệm vụ, không để dư âm Tết ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí khi đã quay trở lại với guồng quay công việc. Bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ, được đến đâu hay đến đấy, khiến công việc trì trệ không phát triển. Xét phương diện tài lộc, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ nhận thấy, vận trình tài lộc của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể trong thời điểm này, bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ. Nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác. Nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này. Tuy nhiên, trong đầu tư, kinh doanh thì bạn cũng không nên đưa ra những quyết định chủ quan, nóng vội chỉ vì muốn bằng được người này, người khác. Bạn nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế, chứ không nên mơ mộng quá mức chỉ khi có cái nhìn khách quan. Đúng đắn, bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác, phù hợp với bản thân mình, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi. Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Xét phương diện tình duyên tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 1 âm lịch năm 2024. Chuyện tình cảm của người tuổi Bính Ngọ phát triển rực rỡ vào tháng khởi đầu năm 2024 này, dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, bạn đều có thể được hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Tam hợp thúc đẩy vận trình tình duyên cho người độc thân, các mối quan hệ xã giao hài hòa, rộng rãi, có thể giúp bạn gặp được người phù hợp với mình. Khi có thiện cảm với ai, bạn hãy chủ động theo đuổi và tìm hiểu, chỉ cần chân thành thì bạn ắt sẽ khiến cho người ấy rung động. Một số người còn được người thân quen, bè bạn giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bạn hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý không nên giữ quan hệ với quá nhiều người một lúc, bởi tính cách ham vui, chơi bời quá mức của bạn sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh phải chịu tổn thương đấy. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi bắt tay vào làm nên giảm thiểu được những tranh cãi, bất đồng không đáng có. Bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Bính Ngọ 1966, tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch thấy rằng,
Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ lại có dấu hiệu đi xuống trong tháng này. Do chịu tác động xấu của Bạch Hổ, hung tinh này mang điềm báo tai họa, họa huyết quang, gây bất lợi cho sức khỏe. Vì thế mà bản mệnh cần phải cẩn thận khi lao động chân tay, khi sử dụng các vật sắc nhọn, cũng như khi tham gia giao thông để tránh những tổn thương không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, chớ quá sa đà vào việc ăn chơi, hưởng thụ, khiến cơ thể mụ mị, thiếu tỉnh táo. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời, bạn có thể rèn luyện thể thao hoặc đọc thêm sách vở, khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh trong lành hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Xem tử vi tuần 1 tháng 1 âm lịch. Minh Đường tử vi xin tiết lộ đôi phần về vận trình tuổi Bính Ngọ trong tuần đầu tiên của năm mới 2024 âm lịch này. Các khí vượng nên chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Từ giữa tuần tài khí cực vượng, bản mệnh thoải mái thu tiền về tay mà không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Bách Việt chợ đào hoa xuất hiện, người tuổi Bính Ngọ sẽ cảm nhận rõ rệt sự tăng nhiệt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn và người ấy mong muốn sẽ sớm về chung một nhà, có thể sắp tới sẽ về ra mắt hai bên gia đình nữa. Người độc thân thì cần xông xáo chủ động hơn để nắm bắt cơ hội tình duyên của mình. Đối phương đã bật đèn xanh thì cứ thế mà tiến tới thôi. Thời buổi nam nữ bình đẳng, đừng mãi chờ đợi nữa. Công việc khá trôi chảy vào thời điểm đầu tuần, khi con giáp này được ấn quan tiếp sức, tự tin giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Song từ giữa tuần trở đi, tuổi Bính Ngọ dễ bị kẻ xấu cản trở, không thể thoải mái làm theo ý mình. Xem tử vi tuần 2 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Bính Ngọ được tả phù cát tinh trợ mệnh, con đường công danh sự nghiệp khởi sắc không ngừng. Con giáp này có thể sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức ngay trong tuần 2 tháng âm lịch này. Tuy nhiên, thiên quan cảnh báo bản mệnh cần phải giữ mồm giữ miệng, đừng tùy ý nghĩ gì nói nấy, mà rước họa vào thân, thị phi có thể sinh ra bất cứ lúc nào. Nếu như tuổi Bính Ngọ không ý thức giữ hình ảnh của mình, thì càng thành công lại càng bị nhòm ngó. Tình duyên kém sắc, bạn và người ấy mãi mà chưa đi đến thống nhất về tương lai mối quan hệ. Cứ khi người này muốn tiến, thì người kia lại muốn lùi. Có lẽ tình yêu giữa hai người chưa đủ lớn để chống lại cả thế giới này. Tài lộc trong tuần không phải là không có, nhưng phải chờ tới cuối tuần mới thực sự nhìn rõ. Trong tuần kiếm tiền khá khó khăn, song cuối tuần thì mọi trở ngại sẽ biến mất. Thiên tài mang theo nhiều cơ may tài lộc cho con giáp này. Xem tử vi tuần 3 tháng 1 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ trong tuần 3 này được Nguyệt Mã Cát Tinh chủ về công danh sự nghiệp chỉ đường dẫn lối. Nhờ thế mà biết cách tận dụng cơ hội sẵn có cùng với thế mạnh của mình để khẳng định vị thế của bản thân. Tuy nhiên, giữa tuần có thương quan, bản mệnh nên chú ý đừng tỏ ra mình lúc nào cũng biết hết mọi thứ, mà cần tham khảo thêm ý kiến của mọi người để có được kết quả làm việc tốt nhất, có hiệu quả cao nhất có thể. Đường tình duyên trắc trở, tuổi Bính Ngọ muốn tìm người mình yêu nhưng chẳng thấy khả quan, có lúc bạn muốn mặc kệ sự đời. Không mất nhiều thời gian cho những việc chẳng nhìn thấy tương lai như vậy nữa. Đầu tuần có thực thần độ mệnh nên chuyện kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi. Các hoạt động cầu tài cũng nên thực hiện vào thời điểm này sẽ tốt hơn. Cuối tuần tài khí suy giảm, dù có kiếm được tiền thì cũng chẳng đáng là bao. Xem tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp báo rằng Thái Dương hứa hẹn vận trình của tuổi Bính Ngọ tương đối khả quan, đặc biệt là về sự nghiệp. Quý nhân giúp sức cộng với bản lĩnh của chính mình nên bạn thuận lợi giành được cơ hội tốt. Đó có thể là dự án, kế hoạch, hợp đồng hoặc một vị trí mà bản mệnh ao ước từ lâu. Quý nhân tỏa sáng, con đường tài lộc cũng thăng tiến rất nhanh. Với lợi thế chiếm giữ, bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn thu, chứ không bó hẹp trong một công việc chính. Quan trọng nhất là quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý, đề phòng kiếp tài gây loạn có thể làm hao tổn thiệt hại số tiền mà bạn đang tích lũy. Các cặp đôi mới yêu hay tình cảm ổn định có thể lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên, mọi sự đều được tiến hành theo đúng mong muốn của hai bạn, nhờ cát tinh thiên hỷ chở che. Nhưng người độc thân thì không có cơ may gặp được lương duyên, tạm thời tự phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống, tương lai sẽ có người xứng đôi vừa lứa. Điểm không ổn nhất của người tuổi Bính Ngọ là sức khỏe, do ảnh hưởng từ môi trường và tác động của ngoại lực mà bạn gặp bệnh tật đau ốm, họa huyết quang, tai nạn xui rủi, tuần này hãy tránh xuất hành đi xa. Tránh tham gia các hoạt động có độ rủi ro cao và luôn nâng cao tinh thần cẩn trọng, chú ý bảo vệ thân thể. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt,
tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng, thưa quý vị, trước khi muốn tìm hiểu những cách thay đổi vận mệnh của người xưa, bạn cần hiểu rằng mệnh là cố định bất biến, là thứ mà chúng ta dù có nỗ lực thay đổi cũng không thể thay đổi được, vì nó là tập hợp của các loại hạt giống của nghiệp thiện ác mà một người đã tạo ra trước đó, còn vận chính là vận thế, là thứ có thể thay đổi, vì thế ta có thể chấp nhận mệnh đến với mình nhưng đừng quên nỗ lực phấn đấu để điều chỉnh vận thế của mình. Thứ mà ta có thể điều khiển bằng chính năng lực và khả năng của mình chứ không hề nằm trong tay của ai khác. 1. Kết thân với bạn hiền. Cổ nhân dạy rằng, bạn bè là người ảnh hưởng ta sâu sắc nhất, vì thế nếu cuộc sống đang bế tắc thì bạn có thể thay đổi bằng việc kết bạn với người hiền lành, nhân đức. Một khi xung quanh bạn là những người có đạo đức, bạn sẽ có lối sống đạo đức, mực thước như họ. Ở bên cạnh những người tốt thì ta mới có được tư duy hay ho, đúng đắn để theo đuổi cát tường, tránh xa hung họa. Nếu ta ở quá lâu trong một môi trường ô nhiễm, ví dụ như thường giao lưu với kẻ hay lừa gạt, tham lam, thì ta đã quá quen với nó mà không nhận ra rằng chúng đang hủy hoại ta như thế nào. Chính vì lý do đó mà trong cách mẹ Khổng Tử dạy con, bà đã phải liên tục thay đổi chỗ ở để con có được môi trường học tập thuận lợi nhất có thể. 2. Tích công đức. Để thay đổi vận mệnh thì việc tích đức được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu, cho dù ta đang ở hoàn cảnh nào cũng có thể tích đức bằng những hành động nhỏ cho tới lớn. Cổ nhân từng truyền lại câu nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, điều này cho thấy, chỉ có thực hành những việc thiện thì mới mong cuộc sống của ta êm đềm, hạnh phúc, quan niệm này khá tương đồng với quan niệm nhân quả mà Đạo Phật hay nhắc tới. 3. Đọc sách. Người xưa luôn đề cao việc đọc sách, vì đó là cách tuyệt vời để dần dần từng bước thanh lọc tâm hồn chúng ta. Đó thực sự là một quá trình không ngừng nghỉ suốt cuộc đời của mỗi con người. Vì chỉ thông qua việc đọc ta mới có thể cập nhật kiến thức khổng lồ của vũ trụ, thu hoạch được kiến thức, từ đó nâng cao giá trị của bản thân. Thông qua việc đọc sách, ta có được tam quan chính xác. Tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan,
giúp ta được mở mang tầm mắt, được thu nhận thêm những góc nhìn mới, không còn bị bó hẹp trong cuộc sống nhỏ hẹp. Hơn nữa, việc đọc còn giúp ta thu hút những người bạn có cùng chí hướng, bạn có thể cùng họ vui vẻ nói chuyện và trao đổi kiến thức với họ, cùng nhau hỗ trợ nhau trong cuộc sống. 4. Phong thủy. Việc thay đổi phong thủy nhà ở hoặc chọn thêm những vật phẩm phong thủy trong nhà để cải thiện cuộc sống là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý đó là không nên ỷ lại quá nhiều vào phong thủy, vì chính con người cũng có thể làm thay đổi phong thủy. Con người nếu có phúc phận, sống tại nơi có phong thủy, dù xấu rồi cũng sẽ chuyển thành đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp nhưng không có phúc phận, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ. Vì thế, phong thủy chỉ đóng góp một phần nhỏ, quan trọng là con người cần phải tu thân tích đức. 5. Chọn nghề và chọn ngẫu. Theo quan niệm của người xưa thì việc đáng sợ nhất của đàn ông là chọn nhầm nghề, còn phụ nữ đó là lấy nhầm chồng, vì điều này có thể thay đổi số phận của bạn hoàn toàn. Vì thế, nếu chọn nghề nhớ chọn công việc mang lại lợi ích cho nhiều người nhất có thể, mỗi việc bạn làm đều hướng thiện là được, không quan trọng việc lớn nhỏ. Quan trọng nhất là bạn có thể thực hiện công việc có thể tích nhiều công đức về lâu, về dài, chớ nên vì hám lợi mà chọn công việc hại người. Đàn ông hay phụ nữ thì việc chọn người phối ngẫu, bạn đời rất quan trọng, không phải tự nhiên mà người ta có câu, phía sau thành công của một người đàn ông, thường có hình bóng của một người phụ nữ vĩ đại, phía sau một phụ nữ thành công, thường có một người đàn ông đáng tin cậy và có thể dựa dẫm. 6. Danh. Trong quan niệm của người xưa thì tên ảnh hưởng nhất định tới cuộc đời của mình, theo đó, họ cho rằng thưởng nghìn vàng cũng không bằng thưởng một cái tên. Một cái tên hay sẽ rất có ý nghĩa đối với cuộc đời mỗi con người. Vì thế, nếu cần thay đổi vận mệnh có thể thay đổi tên để ứng với mong muốn, ước vọng lớn lao của mình, chính cái tên đó sẽ có thể trở thành nguồn khích lệ rất lớn, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt bản thân thực hiện mục tiêu cao đẹp. 7. Kính thần. Người vô thần chỉ đơn giản là biểu hiện ra ngoài của một người có tầm hiểu biết hạn hẹp. Nếu biết tôn kính thần Phật, họ sẽ có những bước tiến vững chắc trên đường đời, vì kính thần nghĩa là thái độ tôn kính đối với những người anh minh, trí tuệ hơn người. Cổ nhân nói rằng, người quân tử có ba nỗi sợ, đó là sợ thiên mệnh, sợ đại nhân và sợ thánh nhân. Thiên mệnh là quy luật vận hành của trời đất, chúng ta phải kính sợ mà tuân thủ, giờ ăn là phải ăn, giờ ngủ là phải ngủ. Sợ đại nhân ở đây không phải là người to lớn hơn mình, mà chỉ những người tu dưỡng đạo đức đến một trình độ rất cao, họ có thể là những bậc tiền bối, những người đáng kính, còn thánh nhân là những người đọc sách thánh hiền. 8. Dưỡng sinh. Một trong những cách thay đổi vận mệnh của người xưa đó là tìm cách dưỡng sinh, là cơ thể, tâm hồn phải khỏe mạnh. Ví dụ như chỉ cần tinh thần và thể chất khỏe mạnh cũng đủ giúp ta có những quyết định đúng đắn trong công việc và nhờ đó sự nghiệp phát triển. Dưỡng sinh không đơn giản chỉ là mỗi vận động, mà nó còn đồng thời việc tĩnh dưỡng tinh thần và thân thể. Theo đó, ta dùng sự hiểu biết của mình để thực hiện đúng các quy luật của cuộc sống. Trời sáng làm việc, trời tối nghỉ ngơi, phải đồng hành cùng trời đất. 9. Tướng. Tướng là tướng mạo, bao gồm tướng mặt và tướng tay. Cổ nhân nói, tướng do tâm mà ra, tâm do môi trường mà hình thành. Phật dạy cách có tướng mạo xinh đẹp không cần phẫu thuật thẩm mỹ, đó là tu tâm, dưỡng tính, thì từ đó mới tỏa ra khí chất thực sự. Chứ còn vẻ đẹp vô hồn vẫn chẳng bao giờ được đánh giá cao. Điều này cho thấy, từ tướng mạo bên ngoài có thể phân tích được nội tâm của một con người, hay hiểu một cách đơn giản hơn. Cụ thể và nhìn vào đôi mắt của một người cũng có thể biết người đó ác hay thiện, tu đức tại tâm, cát hung khả dị, tâm lương thiện ắt sẽ có phúc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.